Chào mừng mọi người quay trở lại với Hà Luật Sư. Thì hôm nay tôi sẽ truyền tải đến các bác về hướng dẫn của thủ tục liên quan đến việc là đơn phương ly hôn. Thì trong cuộc sống của chúng ta, hôn nhân thì cũng có những lúc cơm không lành và canh chẳng ngọt. Thì những lúc đó, nếu như cái cuộc hôn nhân của chúng ta có bạo lực hoặc là có những cái mâu thuẫn xung khắc về cái tình cảm và không thể cứu vãn được, thì buộc lòng là sẽ có một trong các bên sẽ tiến hành là nộp đơn ly hôn. Đây là cái trường hợp đơn phương ly hôn. Thì cái trường hợp này ấy, thì thủ tục sẽ thực hiện như thế nào và cần thiết những cái loại giấy tờ nào và những điểm lưu ý như thế nào, thì qua video này chúng ta sẽ cùng làm rõ. Đầu tiên á, thì các bác hiểu rằng là có những trường hợp nào thì các bên được quyền là nộp đơn phương ly hôn. Thì ở đây có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên á, là trong gia đình của chúng ta có phát sinh bạo lực gia đình. Ở đây có nghĩa là chồng thường xuyên hành hung, bạo hành, đánh đập vợ. Hoặc là ngược lại, thì trường hợp ngược lại chúng ta có thể là ít. Thứ hai á, là trường hợp là hôn nhân trầm trọng. Ở đây có nghĩa là tình cảm hôn nhân giữa vợ và chồng không thể nào cứu vãn được nữa. Tiếp theo á, thì những ai trong gia đình thì có quyền được nộp đơn phương ly hôn. Thì ở đây có 3 trường hợp. Trường hợp đầu tiên là vợ, thứ hai là chồng, hoặc trường hợp thứ ba thì mọi người lưu ý ở đây là bố mẹ của vợ và chồng. Thì trường hợp bố mẹ của vợ hoặc chồng ở đây thì nộp đơn phương ly hôn cho con của mình. Rồi vào trường hợp là mất nhận thức hoặc là không làm chủ được hành vi. Hoặc trường hợp thứ hai là con cái của mình là nạn nhân của bạo hành gia đình. Và trong trường hợp này thì bố mẹ có quyền nộp đơn phương ly hôn thay con của mình. Và có một điểm thì các bác cần phải lưu ý rằng là người chồng sẽ không được nộp đơn ly hôn trong trường hợp đầu tiên, đó chính là vợ đang mang thai. Trường hợp thứ hai là vợ đang sinh con. Trường hợp thứ ba có nghĩa là vợ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Tiếp theo thì về vấn đề tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, thì về cái vấn đề tài sản này thì các bên có thể tự thỏa thuận hoặc là các bên có thể nhờ tòa án chia giúp. Về cái căn cứ mà để chia tài sản thì theo luật hôn nhân gia đình thì căn cứ ở một số yếu tố sau. Yếu tố đầu tiên là về hoàn cảnh gia đình của vợ và chồng. Thứ hai là về công sức đóng góp của vợ và chồng trong thời kỳ hôn nhân. Thứ ba là để bảo vệ quyền lợi cho các bên, để đảm bảo rằng là sau cái quá trình mà chia tài sản xong thì vẫn đủ điều kiện để sản xuất, để tạo kinh tế, để nuôi sống bản thân mình. Và thứ tư đó chính là lỗi của các bên, tức là để xảy ra cái việc là ly hôn này thì lỗi phát sinh từ bên vợ hay bên chồng, thì từ đó người ta có căn cứ để người ta chia tài sản cho phù hợp. Và cái vấn đề chia tài sản này thì là cái việc tòa án sẽ chia thì là chia trên những cái hiện vật chia được, còn những cái tài sản mà không chia được thì tòa án sẽ quy thành giá trị bằng tiền, và sau đó bên nào nhận tài sản thì bên còn lại sẽ có trách nhiệm là hoàn trả số tiền tương ứng với cái phần tài sản mà mình đã nhận. Ngoài cái vấn đề tài sản thì có một cái vấn đề tiếp theo, đó chính là về quyền nuôi con. Thì quyền nuôi con ở trong cái quá trình giải quyết vụ việc ly hôn này thì là sẽ có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên đó chính là các bên tự thỏa thuận về cái việc là nuôi con chung của mình. Trường hợp thứ hai, nếu như các bên không thỏa thuận được thì tòa án sẽ chỉ định, và tòa án sẽ căn cứ vào thứ nhất là điều kiện về kinh tế, là ai có kinh tế tốt hơn. Thứ hai đó chính là điều kiện về tinh thần. Thứ ba là về tư cách đạo đức, tức là bố hoặc là mẹ ai là người có tư cách đạo đức hơn để là phù hợp là nuôi con mình. Thứ tư đó chính là về cái điều kiện môi trường sống, tức là khi tòa án sẽ xác định rằng là con cái sẽ sống với cha hay là với mẹ sẽ phù hợp hơn và có cái môi trường để phát triển, rèn luyện bản thân tốt hơn. Và đặc biệt thì các bác sẽ lưu ý rằng nếu như trong trường hợp mà con dưới 36 tháng tuổi thì chắc chắn là sẽ giao cho mẹ nuôi. Và mọi người cũng lưu ý rằng nếu như con trên 7 tuổi thì sẽ phải hỏi ý kiến của con xem là con muốn sống với lại cha hay là muốn sống với lại mẹ. Tiếp theo về thành phần hồ sơ và nơi để nộp hồ sơ thì mọi người có thể nhìn trên màn hình. Ở đây thì mọi người sẽ nộp đơn ly hôn về cái thành phần hồ sơ này ở tòa án nơi bị đơn cư trú hoặc làm việc. Tôi lấy ví dụ trong trường hợp này là hai vợ chồng sinh sống tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong trường hợp này nếu như người vợ nộp đơn yêu cầu là đơn phương ly hôn thì sẽ nộp đơn ở tòa án nhân dân quận Gò Vấp. Về cái thành phần hồ sơ thì mọi người có thể nhìn trên màn hình và chuẩn bị các thành phần hồ sơ như sau. Đầu tiên đó chính là đơn xin đơn phương ly hôn. Thứ hai là bản chính của giấy đăng ký kết hôn. Thứ ba đó chính là bản sao giấy chứng minh nhân dân của vợ và chồng. Thứ tư là bản sao giấy khai sinh của các con. Thứ năm là bản sao sổ hộ khẩu gia đình. Thứ sáu
đó chính là bản sao các cái giấy tờ chứng minh về là các cái tài sản sở hữu chung trong thời kỳ hôn nhân. Tôi lấy ví dụ như là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, hay là các giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, xe máy, vân vân. Sau khi mà các bác đã chuẩn bị đầy đủ cái thành phần hồ sơ như trên thì các bác tiến hành nộp hồ sơ tại tòa án. Sau 5 ngày thì tòa án sẽ ra thông báo về việc tạm ngưng án phí. Thì các bác sẽ tiến hành nộp tạm ngưng án phí và sau đó nộp lại biên lai cho tòa. Và tiếp tục thì tòa sẽ triệu tập các bác lên tiến hành hòa giải. Và sau quá trình hòa giải thì nếu như hòa giải được thì sẽ dừng. Còn nếu như không hòa giải được thì sẽ tiếp tục đưa vụ án ra xét xử. Một cái vấn đề mà các bác cần phải lưu ý nữa là nếu như trong trường hợp mà không cần phải có yêu cầu chia tài sản thì cái vụ việc của các bác sẽ tiến hành được nhanh chóng hơn. Về cái án phí của giải quyết vụ việc đơn phương ly hôn là 300.000. Còn nếu như trong trường hợp mà các bác có yêu cầu về việc là phân chia tài sản thì án phí sẽ được tính theo quy định của luật hôn nhân gia đình, và tôi đã có video hướng dẫn để dưới phần mô tả của video này các bác có thể tham khảo. Và về thời gian mà để giải quyết một vụ việc đơn phương ly hôn này thì thông thường là kéo dài khoảng 4 tháng, tuy nhiên trong trường hợp đặc biệt thì có thể kéo dài đến 6 tháng. Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến cái việc là hướng dẫn các cái thủ tục và thành phần hồ sơ để thực hiện thủ tục và đơn phương ly hôn. Nếu như các bác thấy nội dung tôi chia sẻ là hữu ích thì các bác có thể bỏ ra chút thời gian bấm nút đăng ký để ủng hộ kênh để tôi có thêm động lực ra những video khác. Nếu như các bác có các cái câu hỏi liên quan đến lĩnh vực pháp lý mà cần tôi giải đáp thì các bác có thể gửi email qua email đang hiển thị trên màn hình hoặc là qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Thì trong tầm hiểu biết của tôi thì tôi sẽ cố gắng giải đáp cho các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.